Rồi các bạn ơi, hôm nay là quay thử cái máy ép chậm này luôn nhá. Ép mấy cái thứ này này, có khóm này, cần này, gừng à, gừng dưa leo này, có cái cứng, có cái mềm đây. Sau khi mình ráp xong là về nhà mình để đây. Đây là cái chỗ này hôm qua nói lộn, chỗ này là được cái này có cái tay cầm mà đựng nước ép, còn đây là đựng cái bả, nãy chạy thử xíu nha. Rồi giờ quay thử luôn. Có ba nút mà dễ lắm, on cái là nó chạy được. Ngon lành. Đó, đây nước ra đây nè. Nước ra chỗ này. Còn đây là cái phần cái bả ra đây. Giờ cho nguyên trái dưa leo luôn. Thử nha cả nhà, rút cái cây này lên. Cho nguyên trái dưa leo luôn. Nguyên một trái dưa leo nó làm được luôn nè mấy. Ở này là 450W gì lận, trên nguyên trái dưa leo luôn, cho cần vô. Phải lấy cái đen đen này lên. Có cái cây này cũng hay. Cây này nó có cái gờ này nè, mình không có bị nhầm. Đưa vào cái gờ này ta. Đó, em quay cái góc rộng này luôn cho cả nhà xem. Đây nó là cái này nó bằng nhựa. Nó có thể quay ngược là được á. Tại sao mình phải quay ngược ta? Hôm nay thử quay ngược rồi nha. Reserve on. Nó quay ngược nè. Rồi off. On. Đó này quay xuôi nè. Mình lâu lâu mình đè nó xuống một xíu cho nó. Đây cả nhà bên trong. Cái dưa leo này hơi bị khó với bạn, nhưng mà cũng không gì cả, mình nhấn cho đúng là nó quay được rồi nè. Quay trong đó. Quay mạnh lắm á, đây nè đó. Rồi cho thêm vô, cho miếng khóm vô đi. Đây cho miếng khóm vô nhắc lại, khó mà đi phà phà luôn. Rau cần. Rồi rau cần. Cho cây này ra đi. Cây này vướng quá. Ôi rau cần nó làm tè 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 tè. Mình anh hơi bị vướng. Em bỏ đây đi. Em bấm vô. Rồi bà bỏ giúp vô. Cắt nhỏ cũng được. Ừ, cắt nhỏ được hả? Mày nhấn xuống. Bỏ vô trong mình nhắn thôi. Để nguyên trái táo. Trái táo luôn hả? Cái hộp này để trái táo nhỏ thôi. Ô ghê vậy. Nhiều khổ không? Nó kêu o luôn à. Máy phải khỏe mới cho được nhiều vậy. Máy mà không không khỏe. Ơi nó sắp đầy rồi. Mình từ để mình. Ôi nó ra nè. Cái bả ra nè. Khô không? Rất là khô luôn nè. Nước luôn nha. Ừ. Xin không? Xin không? Rồi xin không? Xin không? Xin không? Nha. Rồi. Ừ. Khô eo luôn, khô eo luôn. Cho củ gừng vào. Nè, nó ra được cái lượng nước nhiều lắm nè. Rồi mình đang xay mà mình không muốn ấy thì mình gạt cái này qua. Gạt này qua qua gãy mắt này. Cái củ cà rốt nha. Cà rốt nha. Rồi ok, củ cà rốt. Vô. Máy quay mạnh lắm. Có cái cây này giữ lại để cho nó đừng có nhồi nhồi cái cục này cái nó ra nè. Để nó ra nè. Khô không? Khô. Em thấy khô rồi, chất hết lượng rồi đó. Không? Hết nước luôn vậy. Dạ. Quá cực kỳ khô luôn. Rồi đầy rồi đó. Đầy đầy cái ly rồi nè. Tắt cái bấm nè. Ô nó ốc rồi. Nè, tắt đi. Rồi. Giờ lấy rồi lấy cái ly này ra. Ui sao kỳ ta, bãi đầy nó nhiều quá mà. Ừ, nó hơi bị nhiều. Ui có bọt y nó nhiều à. Đây đây phải gạt lại, lấy ra mình phải gạt lại cho nước nó đừng có nhiễu xuống đây. Có tắt lớp không? Không. Ừ, không được. Trong nghe lấy nè. Này giờ mình hiểu nha cái lý do sao nó có cái nắp này, là lấy ra cho nó này. Ở đây liền hơi bị dơ rồi. Ok
Rồi đó, chia sẻ xong rồi đó nha. Ok. Rồi bye cả nhà nha.